núi rừng đường dốc đá treo leo, anh qua bao nhiêu suối đèo về đây với tình em. Anh đến với chợ tình xưa, chợ tình thương nhau đó, tìm em người con gái cả đời anh vẫn mong chờ. Nghiêng nghiêng cả núi đồi chờ tình vui quá em ơi. Gái trai bên nhau hát đôi, lượn tìm nhau lưng đèo. Kia cánh tay em trắng non đợi chờ anh với nào. Vậy em lòng lành tim biết càng gửi bao nhiêu tình. Ơ chờ tình nơi đây, chờ tình thật đông vui lắm đó. Lạ lời em chờ anh rượu say mất rồi, chờ tình ngã nghiêng, chờ tình của bao đôi trai gái đến bên nhau mùa xuân để lại bao nhiêu mối tình. Trai bên nhau hát đôi, lượn tìm nhau lưng đèo. Kia cánh tay em trắng non đợi chờ anh với nào. Vậy em long lanh tim biết càng gửi bao nhiêu tình. Ơ chờ tình nơi đây, chờ tình thật đông vui lắm đó. Chờ anh rượu say mất rồi, chờ tình ngã nghiêng, chờ tình của bao đôi trai gái đến bên nhau mùa xuân để lại bao nhiêu mối tình. Là người quay hơi một thảm mưa
tham ngàn nữ tham xin tỏ phù quái tham tỏ văn sở nhờ bớt lãn nữ ca chốc con mình hàm tinh là con và dù hàm mọc thành nhằm nôn sứt tắm tẩy xanh mùa lò lại tình xa những tà áo trắng, và đặc biệt hơn nữa những tình cảm, những tình yêu
của phía Tây Âu đã truyền lại cho chúng ta rằng trang phục váy cưới thì không thể thiếu được của dân tộc phương Tây, nhưng truyền lại cho Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều những cái đôi trai tài gái sắc, họ đã trở lại theo đất nước phương Tây để những trang phục lộng lẫy, những váy cưới. Và chính vì điều đó thì chúng ta cũng luôn luôn vinh dự khi được truyền đạt văn hóa của thế giới quay trở lại với đất nước Việt Nam. Những cái thứ quý vị với văn hóa của người Việt Nam không thể thiếu được trang phục và áo cưới, nhưng với văn hóa của người Cao Lan cũng không thể còn thiếu được những trang phục áo cưới, váy cưới. Vâng, chính vì đứng ở trên sân khấu tình yêu là 10 người chú rể với một trang phục của dân tộc Cao Lan, kính thưa quý vị, không thể quên được đấy cội nguồn, đấy nguồn gốc mà chúng ta sinh ra. Chính vì vậy, hôm nay đây thì cô dâu và chú rể cũng đã vác lên mình những cái tấm trang phục thật lộng lẫy của người dân tộc Cao Lan. Kính thưa quý vị, chúng ta phải nói rằng chúng ta không thể quên được tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta tình yêu, quyền yêu và đẹp yêu, quyền mưu cầu hạnh phúc, đó chính là sự tự do yêu đương. Với quá trình công tác, học tập, lao động và tìm hiểu thật là chính mùi của hai bạn, đó chính là chú rể Hoàng Hải và cô dâu Phương Thanh. Đặc biệt hơn nữa, được sự vun đắp của hai bên gia đình, đó là hai nền móng vững chắc nhất để cho ngày hôm nay đây, hai bên gia đình đã ấn định chọn gia đình ngày lành tháng tốt và tổ chức buổi lễ thành hôn cho chú rể Hoàng Hải và cô dâu Phương Thanh. Và có mặt ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của toàn thể các bác anh chị, quan viên họ nhà gái rất đông đủ với những trang phục lộng lẫy, với những tà áo dài của trang phục Cao Lan. Kính thưa quý vị, ở phía sau họ nhà gái thì cũng có những tà áo dài của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, hôm nay đây chúng ta đến đây để vui mừng chúc thân lai, chúc cho những cặp uyên ương, cặp đôi trai tài gái sắc, họ sẽ trở thành dấu hiệu dây thẳng của hai bên gia đình. Đó chính là sự vun đắp của hai bên gia đình. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, gia đình họ nhà trai chúng tôi xuất phát lúc sáng sớm, khi đi thì bất trẻ bất già, cụ ông đi trước, cụ bà đã đi sau. Khi đi thì đã bảo nhau đi, ta đi là để rước dâu về nhà. Lúc này đây, phái đoàn của chúng ta đã rước cô dâu về đến gia đình, và gia đình cũng đã long trọng chào đón. Và theo sau đó, với tấm lòng nhiệt tình, sự hoan hỉ của xuất họ nhà gái, cũng đã cử phái đoàn đại diện của họ nhà gái đến đây để chung vui mừng hạnh phúc chúc tương lai. Lúc này đây, xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn, đó là hai vị thuyền trưởng lái được con tàu về bên bờ hạnh phúc. Xin mời hai bác sẽ cùng tay trong tay nắm tay thân thiện, tình đoàn kết gia đình thông gia, đời đời bền vững, trở lại với sân khấu của hai cháu. Xin được trân trọng kính mời hai bác chủ đoàn sẽ trở lại với đài hoa tình yêu. Kính thưa quý vị, đúng là chim tu cánh thì loát tin mừng hạnh phúc, hoa hay cười thì đón đắng mình binh. Để cho đêm chị đẹp xinh, đẹp duyên lan phượng thì chúc may một nhà, họ hàng cô bác gần xa tới mừng hạnh phúc cũng tàu tầng cập kê. Chúng ta cùng chúc cho duyên thắm mát kề, trăm năm hạnh phúc thì trọn đời bên nhau. Quả cao cũng chỉ là quả cao non, thân nó tròn tròn thì vỏ nó xanh xanh, để nàng về nàng ở với anh, yêu nhau cao sáu thì phải bổ thành cao hòa. Thế thôi vậy quý vị. Và lúc này đây, xin được trân trọng cái mời toàn thể ba anh chị cùng quý vị khách quý, chúng ta sẽ chuẩn bị khai mạc buổi lễ thành hôn của chú rể Hoàng Hải sánh duyên cùng cô dâu Phương Thanh chính thức ngày 29 tháng 3 năm 2024, tức ngày 20 tháng 2 năm Giáp Thìn. Xin mời quý vị đồng chạm pháo tay thật tâm tròn. Xin chân trọng cảm ơn quý vị. Xin chân trọng cảm ơn những cánh hoa đang tung bay trên sân khấu tình yêu của cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị, khách quý trân trọng và kính mến, vâng, đặc biệt ngày hôm nay thì đứng trên đài hoa tình yêu của hai cháu, đó là hai bác trưởng đoàn, hai vị thuyền trưởng lái cái tàu về bên bờ hạnh phúc. Lúc này thì xin trân trọng kính mời một lần nữa hai bác trưởng đoàn nắm tay tình đoàn kết gia đình thông gia, đời đời bền vững. Một lần nữa quý vị đưa một tràng pháo tay thật ấm lòng nữa. Xin trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Kính thưa quý vị, và lúc này đây thì xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn của hai bên gia đình sẽ được thay lời thay tiếng nói, được ủy quyền, được
sự giao phó của hai bên gia đình. Chính vì vậy, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta lắng nghe với một lời phát biểu trao dâu của bác trưởng đoàn họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời bác sẽ có lời phát biểu trao dâu. Gia đình chúng tôi là gái ở đây được các đây được các ông bác các cô các chị các chú để đưa ở đây là nhà chồng cũng xin nhận là bên đây là gái chúng tôi cũng chuyển chúc cho hai cháu dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, với những lời ân cần phát biểu trao dâu của bác trưởng đoàn, vị thuyền trưởng của xuất họ nhà gái đã trao dâu cho họ nhà trai chúng ta. Kính thưa quý vị, các bác cũng là đều mong muốn chúc cho các cháu thì 10 phân vẹn 10, luôn luôn mong mỏi hai cháu luôn giữ lấy bốn chữ rằng công dung ngôn hạnh, để mỗi khi hai bên gia đình bố mẹ được gặp nhau, bố mẹ chồng có được nàng dâu hiền dâu thảo, bố mẹ vợ có được chàng rể hiền của hai bên gia đình. Kính thưa quý vị, và lúc này xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn họ nhà trai chúng ta sẽ có đôi lời phát biểu và cảm ơn nhân dâu. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và tập thể cô dì chú bác, bạn bè thân hữu gần xa và tân quý khách, được sự phân công của gia đình ông bà Duyên Xe, cái cử đoàn đại biểu chúng tôi đi đón cháu Thanh về làm dâu con ông bà và dòng họ Hoàng, thì báo cáo với lại các cụ công các bà và toàn thể gia đình, thì trên đường đi thì đoàn chúng tôi gồm có tôi làm trưởng đoàn, còn có cô dì chú bác và bạn bè của cháu Hải. Thì ra đến trên đường đi thì gặp nhiều may mắn, ra đến nhà gái thì được nhà gái tiếp đón rất là ân tình và nồng hậu, và tạo mọi điều kiện cho đoàn đón được cháu Phương Thanh về làm dâu con ông bà Duyên Xem và làm vợ của cháu Hải. Thì không biết nói gì hơn, đỡ lời cho đoàn là xin chúc các cụ, các ông, các bà và toàn thể gia đình sang một năm mới nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, thành đạt như ý trong cuộc sống. Đoàn chúng tôi đã đón được cô dâu về, bây giờ là giao cho ban tổ chức và gia đình và dòng họ. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe những đôi lời phát biểu nhận dâu với lại quá trình rước dâu rất là thuận tiện, và mặc dù là trời có đổ mưa nhẹ nhẹ nhưng đoàn của hai bên vẫn tiếp tục cái công việc của mình, và lúc này đây đã đứng chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc và đã trao lại cho gia đình. Xin được trân trọng kính mời ông bà Duyên Xen sẽ trở lại với sân khấu chính thức nhận người con dâu của mình. Xin được trân trọng kính mời ông bà sẽ trở lại sân khấu để đón nhận người con dâu của mình. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, lúc này đây thì thật là hạnh phúc biết bao khi đặc biệt những đôi trai tài gái sắc mới nào ngày nào đây còn tay bồng tay bế, lúc này đây các con đã khôn lớn trưởng thành xây dựng hạnh phúc gia đình, đó là sự vinh dự, sự tuyệt vời nhất của những đấng làm cha làm mẹ khi đã trao toàn quyền cho người con trai tự tìm hiểu và được sự vun đắp, lúc này đây đã trở thành đôi vợ chồng trẻ của xã hội hiện nay, trở thành dâu hiền dễ thảo của hai bên gia đình. Xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn tiếp tục đứng tại sân khấu. Xin được trân trọng kính mời ba mẹ tiếp tục đứng tại sân khấu để chiêm ngưỡng với một hình ảnh thật đẹp nhất của cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị, ở trên sân khấu của cô dâu và chú rể gồm có những chiếc bánh gato thật là xinh xắn, một màu trắng tượng trưng cho sự trong trắng, một màu hồng tượng trưng cho sự may mắn. Chính vì điều đó, xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ tiến trở lại với chiếc bánh gato của mình để cắt lên chiếc bánh gato tình yêu. Xin được trân trọng kính mời.
chú rể Hoàng Hải sẽ làm cách nào khui 5 chai rượu đầu tiên. Bước đầu tiên thì mời chú rể sẽ bốc tem. Cô dâu với chú rể và đứng ở giữa đi. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể quan viên đại họ trân trọng và kính mến, đúng là nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, giang sơn rộng lớn trọng phụ kính công cha. Lúc này đây thì các con đã con lớn trưởng thành, ly rượu đầu tiên của tình nghĩa vợ chồng, chúng con cảm ơn hai bác, chúng con cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng con lớn trưởng thành để cho ngày hôm nay đây các con trở thành vợ chồng sâu hiền dày thảo của hai bên gia đình. Chúng con hứa luôn hạnh phúc, luôn là một người con hiếu thảo. Xin mời đại gia đình sẽ cùng nhau nâng lên ly rượu đầu tiên, chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ của xã hội hiện nay, cho sâu hiền dày thảo của hai bên gia đình. Xin mời, xin mời quý vị nổ những tràng pháo tay thật táo giòn. Trân trọng cảm ơn tràng pháo tay của toàn thể ban chỉ cùng quý vị khách quý. Biết anh em nghe trong
đầu mà thôi. Rất trân trọng cảm ơn hai bác trưởng đoàn. Xin mời hai bác trưởng đoàn sẽ trở lại với hàng ghế để tiếp tục an toàn. Và xin trân trọng kính mời ba mẹ sẽ đứng lại sân khấu để chụp lấy tấm hình lưu niệm. Cũng như sự tác nghiệp trong buổi sáng ngày hôm nay, rất trân trọng được cảm ơn nhà quay phim Triệu Phong Thành Tuyên, rất trân trọng cảm ơn nhà ảnh gia La Tuấn và ảnh gia La Chí, và trân trọng được cảm ơn nhạc công của đôi bàn tay khéo léo Khoai Tuấn cũng đã có mặt tại trung tâm trang trọng để cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho đôi trai tài gái sắc ngày hôm nay. Trân trọng được cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị khách quý đã nhận được lời mời của gia đình cánh thiệp hồng cho tay thắm tình của cô dâu chú rể. Quý vị không quản ngại đường xa xa xôi đã bớt chút thời gian và lòng đội nắng đội mưa đội tấm lòng vàng đến chúc vui mừng hạnh phúc chúc tương lai. Trân trọng được cảm ơn toàn thể quý vị khách quý quan viên hay họ. Xin mời quý vị trong thời gian chờ đợi tiếp tục thưởng thức ly trà xanh với câu hàn huyên tâm tình, và sau đây ít phút xin mời quý vị sẽ cùng di chuyển về giữa bàn tiệc ẩm thực nâng lên ly rượu mời phúc chúc tương lai cùng với gia đình. Trân trọng được cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời hai em. Vợ chồng em Oanh sẽ trở lại với sân khấu. Kính thưa quý vị, và lúc này đây thì những nhà ảnh gia đã in lại. Về đặc biệt hơn nữa thì ông bà Dương Sen cũng đã có một món quà rất là cao cả, rất là lớn lao, vì một món quà dành tặng cho cô dâu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quan viên này họ trân trọng và kính mến, cũng xin phép kính thưa sự diện của quý vị khách quý. Cũng như lúc này đây thì tình yêu của đôi trai tài đã rất là được đâm hoa. Vâng, lúc này đây xin phép được thay lời cho ban tổ chức trân trọng được kính mời quan viên ai họ, quý vị khách quý ít phút sẽ cùng quay trở lại với dãy bàn tiệc ẩm thực của hai bên gia đình để chúng ta cùng nhau giao lưu qua những ly rượu mừng ngày phúc chúc tương lai, mừng hạnh phúc chúc tương lai cho chú rể và cô dâu. Trân trọng cảm ơn quý vị cũng như là bữa cơm ẩm thực thân mật của hai bên gia đình. Vâng, xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức trân trọng được cảm ơn sự diện của quý vị khách quý. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý sau khi đã dùng xong những ly trà, tình nước tình trà, xin mời quý vị sẽ cùng di chuyển về phía giữa bàn tiệc ẩm thực của gia đình. Và cũng xin được thay lời cho ông bà Dương Sen, thay lời cho ban tổ chức, xin được trân trọng kính mời quan viên họ nhà gái lúc này đây đã thành công tốt đẹp cho buổi lễ thành hôn của hai cháu, hai em. Và xin được trân trọng kính mời quan viên họ nhà gái tiếp tục trở lại với hàng bàn ẩm thực cùng với gia đình để hai bên gia đình được trao đổi qua những ly rượu mừng hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời. Xin mời quý vị chụp những tấm hình lưu niệm, mời quý vị cũng đã hẹn phần trường trả lời sân khấu. Treo leo anh qua bao nhiêu suối đèo về đây với tình em, anh đến với chợ tình xưa, chợ tình thương nhau đó, tìm em người con gái cả đời anh vẫn mong chờ, nghiêng nghiêng cả núi đồi chờ tình vui quá em ơi, gái trai bên nhau chờ anh rượu say mất rồi, chờ tình ngả nghiêng, chờ tình của bao đôi trai gái đến
bên nhau mùa xuân để lại bao nhiêu mối tình. Chạy bên nhau hát đôi lượt tìm nhau lưng đèo kia cánh tay em trắng non đợi chờ anh với nào phải em long lanh tim biết càng gửi bao nhiêu tình ơ chờ tình nơi đây chờ tình thật đông vui lắm đó. Chờ anh rượu say mất rồi, chờ tình ngả nghiêng, chờ tình của bao đôi trai gái đến bên nhau mùa xuân để lại bao nhiêu mối tình.